tự nhiên thấy dễ ăn và thấy con nhỏ này dễ ăn quá nè nha. Em gửi chị Ngáo nha chị Ngáo. Từ nay mà chị Ngáo mà gài ai vô đòi nợ mà tự nhiên nói là hồi trước đây chú Năm còn sống á, nợ chú Năm mà giờ bắt con Loan nó trả nha. Bây giờ là con Loan nó cũng khôn ra rồi nha. Mà bắt con Loan trả là tôi ký đầu bà, nhưng bà chắc dễ ăn lắm nha bà. Không làm tới cùng, mọi người ơi, làm thì làm rồi đó. Thì cũng phải, nhưng mà có những đi có những cái á, Ni không thể tiết lộ được. Mọi người có hiểu điều đó không? Để thông cảm cho Ni nha. Chứ bây giờ mọi người thấy rồi đó, cái con người mà nó nham hiểm, nó quỷ ma, là bây giờ mình chỉ cần mình sơ hở một phát á, nó gài kèo vô là nó biết đường đi nước bước mình, là nó tẩu tán hết đó. Cho nên là có những cái á, mọi người cứ đợi nha, có những cái không thể tiết lộ được mọi người. Đúng rồi, đánh địch là đánh thầm lặng sẽ thắng. Tại vì mọi người biết sao, với những cái người á, mà họ nham hiểm, họ mưu mô, họ nham hiểm á, thì không phải là mình sợ họ, nhưng mình phải có cách phòng ngừa họ. Có nghĩa là có thể nào mà cái gì, câu gì mà thiên cơ bất khả lộ đó. Cho nên vấn đề mà bây giờ Ni cũng không thể lên trên đây Ni nói là ai mua được hay là ai bán được. Mọi người phải kiểm chứng thông tin rõ ràng, sau đó mọi người mới nói được. Ví dụ như có những ai mà làm trong sở tài nguyên môi trường á, thì họ sẽ biết rõ là ngôi nhà đó, ai là chủ nhân của ngôi nhà đó, mua bán ngày giờ nào, là bên sở tài nguyên môi trường người ta biết, người ta nắm rõ nhất. Chứ bây giờ mọi người thấy không, càng lúc nó càng quỷ ma. Chứ mọi người biết rồi, là cái clip mà quay tiền vàng trong nhà đó là tại sao giấu tới ngày hôm nay mới đưa ra. Tại lúc đó nó có nói với vợ chồng Loan là nó răn đe vợ chồng Loan, mà cái kiểu nó nói là nó hù á, nó nói nếu mà đem ra là sẽ bị xử lý trước pháp luật gì tùm lum hết trơn. Ông Hải ông cũng nhé đó, rồi cuối cùng sao giờ được đưa ra đó. Có nghĩa là người ta cũng ghét đó mọi người, chứ người ta không có ưa đâu nha. Bữa nay Ni với Loan ra bên ra Hà Nội làm mấy việc, chứ không có nhờ gì đâu, đừng có nghe thông tin là nhờ ai đâu mọi người. Chỉ làm đúng theo trình tự pháp luật thôi, chứ không có nhờ vả ai hết trơn. Tại mình đúng mà mới mình nhờ, mình đúng mà mình nhờ ai đâu. Vấn đề ra là thì làm việc với BH, rồi dẫn Loan đi thăm Hà Nội, tại vì lần đầu tiên Loan ra Hà Nội mà làm việc với BH. Rồi với lại chị Ngọc với lại anh Ân luật sư đó, ra đây có số việc cần giải quyết cho nên là đi chung. Đúng rồi, vấn đề pháp lý phải kín kẽ, thiên cơ bất khả lộ, đúng rồi đó. Tự nhiên hồi nãy thấy cái livestream của bà Ngáo á, tự nhiên thấy nó mắc cười ghê, biết là bị khùng bị điên gì trời. Tự nhiên vô nói khùng nói điên lên à, cho cái đám dơ biết bà dơ hay ai dơ. Đề nghị bà sao kê trả tiền lại cho khán giả, còn không trả thì bà phải sao kê cho anh Loan nó biết đi. Tự nhiên không, bà thấy dễ ăn quá, cái bà gài người vô đòi tiền nó. Bây giờ bà muốn đòi tiền nó, bà qua sát con nhỏ này nha. Chắc dễ ăn hiếp lắm á, dễ thâu túng lắm á, thao túng lắm á. Trời ơi, bây giờ con Loan nó phải như hồi xưa đâu, nhưng bà rước bà không để được cái bài thơ lên mộ. Cái bắt đầu là bà thật, bà căm thù nó, bà thù dai nó tới bây giờ. Bà nói khùng nói điên đó. Bây giờ clip đếm tiền đếm vàng đó, sao bà không binh rồi bà nói nó đi, bà cho tôi câu giải thích coi. Còn bà nói nữa là cái vụ gì, tự nhiên tôi giờ nhắc tôi mới nhớ nè. Bà kêu là bà làm cho chú Năm nổi tiếng. Mẹ ơi mẹ, chứ không phải mẹ thấy chú Năm nổi tiếng là mẹ đu theo hả? Mẹ nói cho đúng. Rồi mẹ là cái người biết con Loan là con ruột con nuôi, là mẹ biết luôn đó. Nhưng bây giờ mẹ ghét nó cái mẹ đánh tráo luôn đó. Mẹ biết luôn đó. Mọi người biết không, cái điện thoại của con Loan á là Ni khôi phục lại được hết á, là Ni biết hết người nào, nhưng mà không hiểu sao là bị kiểu như con Loan nó cô thế cô á, kiểu như là chắc là theo phe con Loan là sợ không có được gì hay sao, tự nhiên quay lưng Khang vậy đó mọi người. Trời ơi là trời, mình khôi phục rồi là cái đó là Ni không có đăng lên, nhưng mà mọi người cứ chờ phim đi, phim cuối tập đi đó. Mới đầu ủng hộ con Loan mà sao kỳ vậy mấy em. Rồi bây giờ tôi đọc tin nhắn, tôi đọc hết rồi tôi mới thấy được. Mà đánh tráo dư luận rồi tẩy não hả? Định tẩy não dư luận hả? Định tẩy não như cộng đồng mạng hay gì á. Trời ơi. Rồi mấy cái khúc mà chú Năm tâm sự với bà đó, tâm sự về con Loan, nói tốt về con Loan, sao bà không đăng lên nhìn tôi một cái đi. Rồi nói chuyện với bà là bà chờ những cái đoạn đó là bà cắt ghép ra là bà đem lên không à. Mấy cái đoạn mà nói tốt Loan nhớ, Loan thương Loan, nó sẽ bà không đăng lên giùm tôi một cái đi. Ăn rồi thâu. Bà có biết là khi bà thâu anh như vậy á,
Bây giờ người ta chơi với bà, người ta nói chuyện với bà, người ta sợ lắm không? Bà có hiểu không? Đây là cái chuyện ví dụ như đơn giản tôi nói với bà. Cái chuyện chú Năm mà tôi nói ngàn lần là bà không biết nhục, bà kêu là bên đây nhục cỡ nào. Nhục là bên đây không có gì phải nhục hết á. Bên đây là tiền túi bỏ ra cho con Loan, giúp con Loan. Chứ không phải là sao cơ giống bà, bắt phải sao cơ giống bà, bắt phải đưa cái số tài khoản lên. Bà vụ lợi chú Năm để bà trục lợi cho túi bà. Đó bà mới nhục. Thứ hai nữa là cái vấn đề mà chơi với chú Năm á, bà tới với chú Năm là chú Năm đã nổi tiếng rồi. Bà lo bà viết bài, viết kịch bản gì cho chú Năm. Cái gì đó, vỡ tùng ba gì của bà đó cho chú Năm nổi tiếng. Tại chú Năm nổi tiếng đó bà mới đu bám theo. Bà tự yêu, bà tự động, bà tự quên lỡn năm phải nói cho để bà tự yêu rồi bà tự sướng, bà tự thủ bà luôn hả? Thì mày chơi tao xấu thì mày dỡ cái mặt mày ra đi. Sao mày chơi tao xấu mà mặt mày cứ che không, tụi bay che không vậy? Tụi bay chơi tao xấu mà tụi bay che mặt không à. Rồi tụi bay lên livestream tụi bay cũng không mở bình luận. Chơi gì chơi kỳ à? Đi lên chỉ trích người ta thì chơi tao xấu thì đó. Mở bình luận ra. Rồi chơi bên đây chơi không đẹp thì trả tiền lại hết đi. Lấy tiền túi mình mà giúp. Chứ sao thì có 5.000 thì cũng kêu khán giả đóng góp. Mà mỗi lần làm từ thiện 1.000 đơn, 1.000 gì, 1.000 tô bún, 1.000 phần bánh xèo. Rồi lên 100 tô bún. Ủa tự lên nói tự ăn tự giận hay gì à? Nói ai nói không được. Rồi tự nhiên nợ nần cái kêu lên thề đi là trả. Cô đó phải kêu lên nó hỏi lên thề trên mộ đó là trả. Bà về đây đi, bà đưa hết cái tài sản tôi đi, tôi thề cho. Trời ơi, muốn lật họng mà. Nên tôi thề cho rồi bà trả cho tôi chắc bao nhiêu triệu dân chắc. Người chỉ còn lời thề thôi, không có bằng chứng là cái kêu người ta trả tiền. Chứ giờ bà trả đi, giờ của bà ra đây, bà ra đây bà kêu tôi đi nè, tôi về đây tôi thề cho. Tôi cũng thề chắc 1.000 người kêu thề đó, chỉ thề thôi có bằng chứng. Bà đưa tiền được không? Bây giờ tôi nói bà nợ tôi 1.000 tỷ đi. Bà có 1.000 tỷ không? Ví dụ bà có trong tay 1.000 tỷ không? Tôi ra tôi thề cho bà đưa tôi được không? Tôi nói là chỉ cần thề thôi là đưa. Bà có bị điên không bà? Trời ơi, riết rồi hả? Dồn lên não hay sao vậy trời? Có một người thấy không? Riết một khùng điên gì đâu, không biết lên mắc cười giống gì. Lên ai đâu ao thời gian chỉ trích bà làm gì? Rồi chửi bà làm cái gì cho dơ miệng. Lên chị nói vấn đề ở đây nợ nần này, bà đừng có mơ mộng nữa, bà tỉnh giấc giùm tôi đi. Chứ không phải bà kêu người khác vô đòi nợ Loan là tôi chắc Loan nó trả cho. Trả phải qua giám sát của tôi nha. Nha. Tôi coi thử là có bằng chứng không. Là chú Năm có nợ thì trả. Còn không có mà vô vô lừa đảo, vô lừa gạt nó. Thấy ăn dễ ăn, không có tiền thì nói. Ừ giờ không có tiền thôi, bây giờ này tôi muốn có 200 triệu nữa. Tôi nợ nần ở ngoài, nói vậy tôi cũng tha thứ cũng dễ chịu cho. Trời ơi không có tiền giờ làm khùng làm điên cơ bà điệp nào trên đất á. Rồi e tầm với nhau kêu nó trả nợ. Bà có bị điên không bà? Chứ bà tưởng ai cũng ngu như bà hay sao vậy? Sống đẹp sống tốt là không ai mà đưa cái số tài khoản lên đó mọi người. Mà sống đẹp sống tốt không ai mà đang nói chuyện với chú Năm. Chú Năm là bạn tri kỷ, biết chú Năm là bạn tri kỷ rồi. Mà đang nói chuyện á, bà lấy ra bà ghi âm ông nội bà. Bây giờ tôi nói thích với bà, ai chơi với bà người ta cũng sợ đó. Biết sợ gì không? Sợ bà ghi âm, mấy cái đứa mà ghi âm mà lén lén ghi âm là mấy đứa thâm đứa hiểm không á, mấy đứa toàn ác không á, mấy đứa âm mưu không á, ủ mưu không? Chứ tự nhiên bây giờ nó tri kỷ mà nó tới tâm sự mình, Ni nghĩ, mọi người nghĩ đi, bây giờ mọi người tới tâm sự với Ni mà Ni tri kỷ với mọi người coi Ni là tri kỷ, tự nhiên một ngày nào đó cái Ni lộ cái ghi âm ra, người cố tình Ni lén Ni ghi âm ra, mọi người coi Ni là cái gì? Trừ khi cái việc đó việc trao đổi buôn bán với nhau hoặc là nó mượn tiền mình thì mình ghi âm được. Trời ơi cái này tâm sự chuyện gia đình, coi như có được những lúc mình chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống mới gọi là tri kỷ. Đi nói chuyện với mẹ tự động mẹ ghi âm. Rồi mai mốt sau này rồi lấy gì mẹ có bạn tốt mẹ chơi vậy mẹ? Hả? Ai dám chơi với mẹ? Ai dám thật tình với mẹ? Hả? Ai dám trao niềm tin cho mẹ? Người ta có chuyện gì trong cuộc sống đôi lúc người ta phải cần một người bạn để chia sớt nỗi buồn trong cuộc sống, để an ủi những cái lúc mình buồn, mình chán. Trời ơi, rồi có lúc niềm vui. Cái gì mẹ cũng ghi âm rồi, ai đâu dám chơi với mẹ, ai đâu dám chơi thân với mẹ. Mẹ tưởng nào giờ nói thiệt luôn buồn chịu nha. Bây giờ mẹ theo mẹ ủng hộ con kia. Chứ mẹ thử đi, nó có chuyện gì đi, ha. Chắc nó nói cho mẹ hết cho mẹ nghe. Những đường đi nước bước, những cái âm mưu của nó nói cho mẹ nghe. Mai mốt cái hai đứa bán đứng nhau cho tao cười chết. Hai đứa bán đứng nhau rồi ghi âm ghi qua ghi lại cho tao cười chết. Bởi vì tao nói hả, ngưu tầm ngưu mã tầm mã là nó vậy đó. Tư cách mình đẹp quá mình nhìn lại đi, giàu có
Việt Kiều, bầu xô, lớn, có tiền, kêu là có địa vị mà. Sao không bỏ tiền túi ra, có 5.000 là có 100+ triệu ở Việt Nam chứ nhiêu. Phải đi góp của khán giả từng đồng từng cắt vậy. Kỳ vậy.